Chiều mến chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong video của chiều hôm nay. Hôm nay chiều sẽ dẫn quý vị cùng chiều đi khám phá bà Bao Tân Phú ở đường ở Bình Chánh nha quý vị. Tuyến đường này rất là xanh sạch đẹp luôn, vào một buổi chiều thì rất là đẹp. Bây giờ chiều sẽ mời quý vị cùng chiều đi khám phá. Rồi bây giờ mình đi nha quý vị. Đây cho quý vị xem nè, rất là đẹp không. Rồi mình sẽ đi khám phá nha quý vị. Rồi bây giờ chiều sẽ chạy ra cái bảng cho quý vị xem. Đây bà Bao. Hợp tác xã Hồng Phú không vậy? Tên viết tắt là hợp tác xã Hồng Phú hả? Rồi ha quý vị thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đi quý vị ơi. Rồi cho quý vị xem hai bên đường xanh rất là đẹp. Đấy. Cây ăn trái quá trời nhiều luôn. Rồi vào buổi chiều nắng. Ồ trồng xài nữa vậy, quá trời xài luôn. Mát thiệt. Rồi bên đây có vườn cao luôn nè. Đây là khu vực gì? Nước. Nước buổi chiều quá trời. Wow. Nước chảy quá trời chảy luôn. Thì ra cái bờ này nước nó chảy vô hết rồi. Rồi bông giấy đẹp quá trời đẹp luôn, chè có muốn nè. Rồi coi bên đó kìa, nước ngoài nước đang lớn nữa. Rồi, cho quý vị coi nước đang lớn ở ngoài nha. Cái bờ bao phía này ngoài này nước nó lớn lên thì chảy qua bên đây. Nắng buổi chiều rất đẹp nha quý vị. Chị biết. Trong đây là nước xả vô cái cống, muốn xả vô bao nhiêu xả. Rồi buổi chiều đây nhìn rất là đẹp luôn. Lối này đi vô vườn là lối này đi được không ta, xem thử. Đi qua một cái cầu buổi chiều mới để nước ngập đẹp ha. Này đi qua nhà ta, đi qua ao nuôi cá, qua nhà ta. Cá quá trời cá. Vô lộn vô nhà ta nuôi cá, chó gì, đi lộn đường vô nuôi cá, quá trời cá luôn. Sao chứ? Có hơn đi vòng vòng khám phá. Ô quá trời cá luôn. Hơi cầu nè, mát mẻ luôn quý vị. Nước lên nè nha. Chạy gà vô. Wow. Cá quá trời cá luôn quý vị. Thank you.
cổng này vô nhà anh. Nước ngoài nó lên, nước buổi chiều nước lớn á mày, cá nước lên tới đây luôn. Ô hồ bao đẹp quá, vô đây thử ra. Khu nữ phong khu bảo vệ môi trường tăng mảng xanh thành phố. Vô đây thử ra, khám phá khu vực này sao đẹp dữ vậy. Ôi mát mẻ ghê luôn quý vị. Ồ, còn gần không nha, khu này ở rất là mát luôn á. Wow. Wow. Mát dễ sợ luôn. Cái đường quá đẹp luôn quý vị ơi. Thật dễ sợ luôn. Ồ, có ao nuôi cá nữa kìa. Ồ, chịu thích con đường này nè, cho nên chịu chọn đi con đường này cho quý vị xem nha. Mấy ngày nay chịu bận quá, chịu không có đi lang thang xuống mấy cái vùng ven cho quý vị xem. Bữa nay mới có dịp mình đi lại nè. Rồi. Rồi nuôi cá kìa. Rồi kia thành đường quốc lộ 50 á quý vị. Đây là hết đường đi. Đi qua một đám ruộng này, cây chân dính trên đầu, dính dây điện, đi vô sâu nữa. Ồ. À này vô chắc ao của người ta, ao nuôi cá, vô sâu quá. Ồ, ngoài đây tao bơm nước nha, ô ao nuôi cá. Vô đây. Ồ, có tôm sú luôn nha. Nuôi này nuôi vậy. Nuôi sú nuôi tôm vậy. Quá đẹp. Tôm nuôi sú. Wow. Ồ, đẹp quá, đường đẹp quá. Đây nuôi tôm nuôi gì nuôi cá.
Đi vô nhà ta luôn rồi. Hình như hết đường đi rồi quý vị, quay lại. Vô sâu quá. Đó quý vị thấy không? Ao cá chuối quá trời vừa luôn. Này mình nuôi tôm hay nuôi cá chị? Tôm. Tôm nha quý vị. Tôm cua. Rồi, à, đây là khu vực nuôi tôm với cua. Đó, phía ngoài nước kìa, nước nhập bên được bỉnh. Ôi, có chiếc xuồng cá quá trời cá luôn. Đây là chuối nè, quá trời chuối. Đó, trong đó giờ bờ quý vị thấy không? À, khô, ta đá khô hết trơn, ở đây ta nuôi tôm, nuôi cá, nuôi cua gì luôn nha. Có camera nha, mình vô đây người ta quan sát được camera cho mình nha. Lá không, hai bên lá không. Ây da. Đó, sen. Ráng cái cây này bữa tối đi còn thấy đỏ đỏ để thôi xe chạy quýnh vô đó cái hơi phê. Do là bờ đê bao á quý vị, đê bao cho nên là người ta bao để trong đây ta nuôi cái này nuôi cái kia. Giờ quay ngược trái ra. Chiều sẽ ghé ra khám phá khu vực này thử. Nhìn hấp dẫn lắm. Đó là... à, mình đi ra thử con đường này thử. À, cá không? Nuôi cá thuộc này. Bộ này mấy chòi nuôi quá trời cá, cá cho ăn cải nè. Mấy cái chòi nuôi cá này. Wow, đây nguyên cái ao sen luôn. Cá ao sen quá trời, đó, đắt rộng mênh mông luôn rồi đó. Rồi mình đi chạy ga, đi ga về đây. Ô, rồi đây lá trái giác quá trời trái giác luôn. Dạ đó, quán lộ 50 đó quý vị. Thôi, à, ngắm ao sen này tí mình quay ngược trở lại, mình qua bên đường kia mình khám phá bên kia nha. Rồi, quay lại thôi. Rồi, cho quý vị xem nha. Wow, đẹp vô cùng đẹp thiệt, mát, thơ mộng. Trái giác nè.
sống ở đây, tình làng nghĩa xóm, mộc mạc đơn sơ mà đầy tình làng quê. Buổi chiều các em bé nô đùa với những chú cún con dễ thương, mấy cái ngôi nhà nhìn rất là đơn sơ nhưng mà rất là dễ thương quý vị. Đẹp luôn, bông giấy đẹp thiệt. Rồi mình tiếp tục mình khám phá con đường này đi về đâu. Mấy cái ngôi nhà ô lá, lá quá nhiều lá luôn rồi. Đường vô quê, đường vô mấy ngôi nhà nè. Qua đây cho quý vị coi cái bờ sông cho mấy anh câu cá. Nhà quấn bóng người. Qua đây có cái bờ sông câu cá đã quá. Wow, nước ngập lên cao không được. Wow, cái bờ sông đẹp quá trời đẹp luôn. Nước ngập quá, ra không được cái này. Wow, thấy đẹp không? Ok, quay lại thôi. Đây có nước gì đó, nó hơi mùi thuốc tẩy quá. Đó, đó nhà máy điện à. Nè cho quý vị xem nè, đó. Ủa này ra đâu ta? Chịu không gành luôn á. Chịu đi vậy chịu không biết khu này khu nào ta. Cô biết khu này của Bình Chánh, khu vực Bình Chánh xã, nhưng mà không biết là hồi nào giờ mình chưa tới á, cho nên là mình không gành lắm. Nói không gành lại quý vị lại xem một số người lại comment nói không gành dẫn làm gì phải tìm hiểu nha. Đó là chiều lang thang cho nên chiều đi đâu chiều chia sẻ, chiều vui vui thì buổi chiều mình đi thôi quý vị. Đó, ao nuôi cá nè. Tới cua vẹo trái. Đường này xuống đâu ta, có cái cổng nè. Chạy xuống mé sông nè, con cá luôn, cái cổng. Buổi tối phá lại. Gặp mấy sông luôn đó. À, được ở phía ngoài nữa quý vị. Đó, phía ngoài nuôi cá nữa. Quá thiệt cá. Ồ.
cáo quá trời cá. Ồ, cá. Xong qua đây nước lớn quá trời lớn rồi. Khu nào nước lớn quá trời. Đâu ra đây thôi. Chú cũng làm lá. Ra coi cửa cho sông nè. Ồ, đây có một bờ sông rất là lớn. Ở đây còn cá quá mát. Dòng sông nhìn nước nó bình yên quá vậy. Gánh mình lên em qua mấy khu vực bên đó. Ồ, mát quá trời mát luôn. Dễ sợ lắm, nước lên. Ồ, đây nuôi vịt luôn, quá trời vịt. Nuôi vịt, thấy giống như dê vậy, vịt ở đâu nuôi dê. Khu vực nuôi cá, con kỳ đà, có kỳ đà luôn. Chú này đi về đâu đó. Để coi chiều coi khu vực này sẽ mang mang về đâu nha quý vị. À, ra không lẽ ra đường cùng nha. Ô, đây có cống nè, nước chưa? Quá trời nước. Wow, cống nước. À, đây xả nước vô trong kia cái ao không có nước luôn. Hồ câu cá thơ mộng, hồ chép. Hồ chép là hồ cá chép. Cá luôn.
Cái này là hậu câu cá hả quý vị? Hay là thả cho ăn rồi? Dạ. Yeah. Đó. Đó, ngoài đó mấy chung cư không quý vị? Ngoài đó là quốc lộ 50, còn ra đây đi thẳng ra hầu như Nguyễn Văn Linh đó quý vị. Ngoài sau này một miếng mảnh đất nè, rộng mênh mông luôn. Nè, yeah, cho nước vô nè. Đó, nước vô. Nước trong phía ngoài nước lớn nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Có lẽ là tới đây đường cùng không? Còn đường nào đi nữa không ta? Đi chậm quá trẻ em. Rồi, có một cái đường đi ra. Khu vực này khu vực này nuôi cá ở đây rất là mát nha quý vị. Rồi, ở đây có mấy cái tuyến đường mát quá nè, bữa nào chiều chạy lang thang vô đây cho quý vị xem nha. Ồ, có mấy đoạn đường mát quá. Bây giờ cũng tối quá, sắp tối rồi quý vị. Mà nãy giờ mình đi cũng khá là nhiều đó. Bây giờ mình chạy ra chắc ra khu ngoài kia rồi, chưa thấy có chung cư à. Để lối này Bào Bao ấp 5 Phong Phú Bình Chánh nha quý vị. Ở đây là Bào Bao ấp 5 Phong Phú Bình Chánh. Ồ, đây có con lộ đẹp quá kìa. Thế nào mình đi qua phía lộ này. Rồi, ra quốc lộ 50 nha quý vị. Rồi. Đây là hướng đi về quận Nhất. Đây, quận Nhất, quận 5 nè quý vị. Nguyễn Văn Linh. Ừ.
hướng chiều đang đi giờ là Nguyễn Quang Linh nè. Chắc vậy thì chiều xin phép kết thúc video tại đây. Cuối video kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp của chiều. Rảnh rỗi chiều sẽ đi lang thang vào những cái vùng quen cho quý vị xem nha. Bye bye quý vị và hẹn gặp lại. Thank you.